Ghế công thái học GLE11 giúp hỗ trợ cột sống giảm thiểu nhất mỏi khi ngồi lâu, phòng chống nhân bệnh cột sống lưng, đệm tự khung nhựa căng vải lưới cao cấp đảm bảo độ bền bỉ và mang lại cảm giác thoáng mát không gây hiện tượng tích nhiệt trong quá trình sử dụng. Đệm trượt ra vào có thể điều chỉnh độ sâu, ghế có thể ngã hãm nhiều góc độ, tựa đầu ghế 3D được làm tinh tế mang lại cảm giác hài hòa cho tổng thể sản phẩm. Tay ghế 3D có mặt PU mềm mang đến sự thoải mái tối đa trong quá trình sử dụng, chân ghế bằng hợp kim nhôm là hàng cao cấp, Ghế công thái học GLE11 thường được các văn phòng lựa chọn sử dụng kết hợp bàn làm việc tạo không gian làm việc hiện đại, chuyên nghiệp. Ghế công thái học GLE11 sử dụng đệm tựa khung nhựa căng vải lưới, tựa có thể ngã hãm nhiều góc độ, đệm trượt ra vào điều chỉnh chiều sâu, tay 3D có mặt PU mềm, tựa đầu ghế 3D, chân hợp kim nhôm. Nếu các bạn thấy video hay và ý nghĩa hãy bấm like và đăng ký kênh để nhận được thông báo mới nhất nhé.